Giờ mới hiểu vì sao mỹ nhân của nửa showbiz Việt mê Trường Giang như điếu đổ, biết đào hoa vẫn lao vào. Không phải tự nhiên Trường Giang lại trở thành người đàn ông được nhiều cô gái yêu thích như vậy. Sau nhiều ồn ào tình cảm với Toàn Mỹ Nhân, khán giả xem Trường Giang như một người đàn ông đào hoa thiếu chung thủy trong tình cảm. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn nam danh hài cũng phải có điều gì đó đặc biệt mới đủ sức khiến các mỹ nhân ngả đứa đờ như vậy. Và quả thật, nếu xem chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu, bên cạnh những phân cảnh hài hước của vợ chồng Harry Won Kiến Thành, có lẽ khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy được những lý do giúp Trường Giang trở thành một người đàn ông đáng để yêu trong mắt nhiều cô gái. Biết nấu ăn. Cánh đàn ông vốn không quen hoặc không biết đến chuyện bếp núc và thường đẩy hết cho phụ nữ. Thế nên các chị em mới thường xuyên than thở rằng đàn ông đẹp nhất khi vào bếp, hay bày tỏ mong muốn có một nửa kia biết nấu ăn, và Trường Giang là người đáp ứng được yêu cầu đó. Là chủ một quán ăn chuyên món Việt và tự nấu ăn từ khi còn nhỏ do mẹ mất sớm, Trường Giang nấu ăn cực kỳ thành thạo và các món ăn cũng rất hấp dẫn. Khi ở quán ăn của mình, anh thường tự tay vào bếp nấu cho khách. Còn tham gia Khi Đàn Ông Mang Bầu, thử thách nấu ăn không hề làm khó được Trường Giang, mà trái lại anh vượt qua một cách dễ dàng và hiểu rõ chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Thậm chí đến cả Hương Giang cũng phải học hỏi nam danh hài ở khoản nấu ăn, còn Trấn Thành liên tục khen Trường Giang nấu ăn quá giỏi. Đến thử thách chăm con nít và dỗ cho bé ăn, Trường Giang tiếp tục chứng minh là một người cực kỳ yêu và hiểu tâm lý trẻ con. Trong khi Hương Giang dỗ dành để đút cháo cho bé, Trường Giang lại ra sức ôm ấp trò chuyện cùng cô bé và hỏi về những ước mơ của con. Từ đó đưa ra lý do để thuyết phục con ăn nhiều chóng lớn. Con nít thích người lớn trò chuyện với bé về những ước mơ khi lớn lên, tạo cảm giác như những người bạn với con. Trường Giang chia sẻ, đến khi được cô bé gọi bằng ba mẹ, nếu Hương Giang cảm động suýt khóc thì Trường Giang đang đứng phải gục xuống sàn vì xúc động. Thấu hiểu và thông cảm. Là đàn ông, không phải ai cũng dễ dàng hiểu cho vợ của mình trong những tháng đầu thai kỳ, bởi đây là thời điểm phụ nữ thay đổi tính cách, trở nên khó chịu và cáu gắt hơn. Thế nhưng Trường Giang lại tìm hiểu rất kỹ và thấu hiểu được cảm giác nặng nề của phụ nữ khi mang trong người một đứa trẻ. Phụ nữ khi mang thai rất cực, vừa nặng nề vừa phải giữ an toàn, để ý chế độ dinh dưỡng. Mình mang bầu dạ đã thấy khó chịu, huống hồ gì mang bầu thật 9 tháng 10 ngày, Trường Giang chia sẻ. Biết nhường nhịn phụ nữ, sự ga lăng, biết nhường nhịn phụ nữ, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm tốt, nhất là khi người phụ nữ đối diện mình đang tức giận. Thế nhưng Trường Giang lại là một người có được tính cách đó. Nếu khán giả từng thấy nam danh hài xin lỗi Nhã Phương, nhận hết lỗi về mình và xin mọi người đừng nói gì nhắm vào Nhã Phương giữa ồn ào với nam em, thì tại chương trình này, anh lại rất nhường nhịn hỗ trợ Hương Giang hết sức mình. Chẳng hạn như trong lần thực hiện thử thách nấu ăn, nam danh hài mãi mê nấu, quên đi Hương Giang loay hoay, không biết mình phải làm gì, khiến cô nàng tức giận tuyên bố, em sẽ tự làm và nếu như món đó hỏng thì đừng có trách. Tuy nhiên việc này không khiến Trường Giang lo sợ hay bực mình, vì bị làm phiền mà anh chỉ bật cười. Bản thân Hương Giang khi đó rất bức xúc với Trường Giang, nhưng sau khi kết thúc thử thách, cô mới biết không phải do nam danh hài cố tình lơ mình, mà thực chất anh chỉ đang dành hết thời gian để làm xong các món ăn, sau đó mới hướng dẫn các chi tiết các món còn lại cho cô. Đối với một người không biết nấu ăn là gì như Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Trường Giang cẩn thận hướng dẫn cô từng chút một, từ cách cắt trứng cuộn đến giữ như thế nào để trứng không bị nát. Hồ Ngọc Hà công khai nói yêu Kim Lý bằng những lời ngọt ngào đến ghen tị. Mặc dù có thông tin với hình ảnh chứng minh cặp đôi Hồ Ngọc Hà Kim Lý hẹn hò, nhưng đến hiện tại nữ hoàng giải trí mới công khai mối quan hệ cả hai. Mới đây trên Instagram, Hà Hồ bất ngờ chia sẻ hình ảnh đoạn tin nhắn giữa cô và Kim Lý. Điều đáng ngạc nhiên, nữ ca sĩ đã công khai nói lời yêu với nam diễn viên qua câu I always love you, em luôn yêu anh. Kim Lý cũng tình không kém khi trả lời lại với những câu từ ngọt ngào rằng I love you every day. Every hour, every minute, every set, anh yêu em từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây. Người hâm mộ, một fan bất ngờ và ghen tị trước tình cảm của Kim Lý dành cho Hà Hồ. Qua những sóng gió đã trải qua trước đây, hiện nữ ca sĩ nhận ra rằng khi tìm thấy bình yên là khi bạn chẳng màng đến những điều phù phiếm khác, gìn giữ, tận hưởng và tha thứ dễ dàng cho những lời nói chua chát ngoài kia. Hồ Ngọc Hà thường xuyên đăng tải những hình ảnh của Kim Lý trên trang cá nhân. Vào tối 15 tháng 6, cặp đôi cùng diện đồ đôi Tông Sụt Tông xuất hiện tại sự kiện. Trong suốt quá trình diễn ra chương trình, Hà Hồ Kim Lý liên tục trò chuyện vui vẻ, trao cho nhau những cử chỉ thân mật tình tứ.
Mối quan hệ của Hà Hồ Kim Lý nảy sinh khi cùng tham gia MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Cặp đôi thường đồng hành nhau trong nhiều chuyến lưu diễn đi du lịch, xưng hô thân mật trên mạng xã hội. Vào ngày sinh nhật Kim Lý, Hà Hồ đã công khai comment hình ảnh hôn má bạn trai cùng những lời chúc mừng tốt đẹp đến nam diễn viên. Động thái này gần như chính thức khẳng định mối quan hệ tình cảm của cặp đôi này. Hội bạn thân ngũ quỷ quyền lực nhất showbiz Việt, người viên mãn, người lận đận mãi không yên. Mặc dù tính cách trái ngược nhưng nhóm ngũ quỷ vẫn biết cách giữ vững tình bạn suốt nhiều năm qua và không ngừng ủng hộ nhau kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất. Đến nay cuộc sống riêng của họ cũng đã có nhiều sự thay đổi. Thanh Thảo là mẹ ở tuổi 41. Trước khi đến với bạn trai hiện tại, Thanh Thảo khá lận đận về đường tình duyên. Không chỉ từng là bạn gái của nhạc sĩ Đức Trí, Thanh Thảo còn vướng tin đồn yêu ca sĩ Quang Dũng, Tuấn Hưng và mối tình thị phi với diễn viên Bình Minh. Nhưng rốt cuộc, những mối tình này đều lần lượt đi qua cuộc đời nữ ca sĩ. Đầu năm 2017, Thanh Thảo bất ngờ công khai bạn trai Việt Kiều trước đám đông, anh tên Tôm, hơn cô 8 tuổi. Thanh Thảo cảm thấy hạnh phúc vì anh thường xuyên sắp xếp công việc để cùng cô đi khắp mọi nơi. Bẵng đi một thời gian, mới đây Thanh Thảo khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ đang mang thai 8 tháng ở tuổi 41. Theo chia sẻ của Thanh Thảo, em bé là món quà bất ngờ với cô. Nữ ca sĩ và chồng vô cùng hạnh phúc và đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho sự ra đời của cô con gái đầu lòng. Trong thời gian mang thai, mặc dù chỉ ốm nghén nhẹ nhàng, song Thanh Thảo được ông xã cưng chiều hết mực. Cứ cuối tuần, Thanh Thảo lại được ông xã đưa đi du lịch, ngắm biển hay mua sắm để tinh thần được vui vẻ, thoải mái. Hiện tại, nữ ca sĩ đã đăng ký kết hôn, song chưa tổ chức đám cưới chính thức. Thanh Thảo dự định sẽ làm điều này khi con gái cứng cáp. Hồng Ngọc, hạnh phúc ấm áp của gái hai đời chồng. Hồng Ngọc là ca sĩ nổi tiếng với phong cách tơm manly, ngộ ngáo. Nhìn cô nàng có tính cách mạnh mẽ ấy, khó ai có thể ngờ rằng Hồng Ngọc cũng từng trải qua đau đớn vì hôn nhân. Hồng Ngọc và nhạc sĩ Minh Nhiên kết hôn vào năm 2002, nhưng sau đó họ ly dị trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau đổ vỡ, Hồng Ngọc quyết định đi lưu diễn ở Mỹ, vừa để tìm hiểu thị trường mới, vừa để quên nỗi buồn. Trong thời điểm một thân một mình gây dựng lại từ đầu nơi đất khách quê người, Hồng Ngọc đã gặp Thomas Tâm. Sự có mặt của anh khiến Hồng Ngọc nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và thấy cuộc sống tươi vui trở lại. 6 tháng sau, Thomas tỏ tình với Hồng Ngọc tại Canada. Cùng tuổi với Hồng Ngọc lại là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nên Thomas Tâm thường ở cạnh chăm sóc và hỗ trợ ca sĩ trong công việc, cuộc sống. Nhờ có chồng, Hồng Ngọc đã xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ đảm đang, năng động. Trải qua hơn 11 năm sống bên nhau, tổ ấm của Mark Nai tràn ngập tiếng cười với ba con, hai trai một gái. Hồng Ngọc cho biết cô may mắn khi có được gia đình hạnh phúc ấm êm. Mỹ Tâm, đường tình kính như bưng. Sự nghiệp ca hát ngày càng thành công với những cú bật khiến nhiều ca sĩ phải mơ ước, nhưng Mỹ Tâm vẫn miệt mài cống hiến tài năng cho nghệ thuật, mà không bận tâm đến việc mình đã bước sang tuổi 37 và chưa lập gia đình. Trong hơn 20 năm ca hát, nàng họa mi tóc nâu từng vướng không ít tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng chưa một lần nữ ca sĩ lên tiếng đính chính hay xác nhận về chuyện này, khiến dư luận càng muốn biết ai thực sự là người yêu cô. Trong số những người tình tin đồn của Mỹ Tâm như Dương Ngọc Minh, Tuấn Hưng, Phạm Tuấn Bi, thì Đàm Vĩnh Hưng được xem là cái tên gắn bó với Mỹ Tâm nhất. Mối quan hệ giữa ông Hoàng Nhạc Việt và họa mi tóc nâu bắt đầu từ thời điểm cả hai mới vào nghề. Tuy nhiên, nếu người anh họ Đàm nồng nhiệt bao nhiêu thì Mỹ Tâm luôn từ chối khéo léo bấy nhiêu. Cô cũng chia sẻ luôn coi Đàm Vĩnh Hưng cũng như người anh thân thiết trong nghề. Cho đến nay ở ngưỡng U40, Mỹ Tâm vẫn là quý cô độc thân thành đạt và xinh đẹp bậc nhất. Đàm Vĩnh Hưng lận đận tình duyên. Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, đường tình duyên của Đàm Vĩnh Hưng có vẻ khá lận đận. Khi đến nay đã bước qua tuổi 40, anh vẫn một mình lẻ bóng. Nói về chuyện lập gia đình, trong một bài phỏng vấn Mr. Đàm từng tiết lộ, từ lâu rồi những từ kết hôn, đính hôn, lập gia đình là xa xỉ với Hưng. Nếu có làm đám cưới thật thì Hưng sẽ làm trong bí mật, vì ở Việt Nam sau khi nghệ sĩ lập gia đình hay bị khán giả bỏ rơi nên Hưng không làm. Có thể thấy sau những tuyên bố rùm beng khi từng có con với fan nữ nhưng bị bỏ con và bỏ rơi, từ một lần cầu hôn ở Hà Nội nhưng không thành, hay tình cảm nồng nàn dành cho Mỹ Tâm nhưng chỉ được họa mi coi như người anh trai, thì hầu như không có tin đồn gì về chuyện yêu đương của Mr. Đàm nữa. Và dư luận bắt đầu nghi ngờ về giới tính của anh. Thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng không hề nao núng, thẳng thắn và trả lời mình thuộc giới tính thứ tư, chỉ biết yêu chính mình và đam mê ca hát. Quang Dũng sóng gió hôn nhân. Bên cạnh sự nổi tiếng trong âm nhạc, Quang Dũng còn được biết đến với những câu chuyện tình đình đám với người đẹp trong showbiz Việt.
Từng có một thời gian dài mặn nồng với búp bê Thanh Thảo, nhưng dưới áp lực từ dư luận, cặp đôi đẹp một thời của làng giải trí phải tan vỡ. Khi Quang Dũng và Jennifer Phạm chính thức công bố chuyện tình, khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Tình yêu và cuộc hôn nhân của họ diễn ra khá chóng vánh, nên không tránh khỏi những suy đoán về động cơ phía sau. Thế nhưng Quang Dũng và Jennifer đã chứng minh rằng họ thực sự yêu nhau và tiến đến hôn nhân bằng tình yêu chân thành và kết tinh là cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Vậy mà đến năm 2009, cặp đôi tài sắc bất ngờ đường ai nấy đi, khiến cho không ít người nuối tiếc. Hiện Quang Dũng vẫn một mình và cô đơn, trong khi vợ cũ đã tái hôn. Không biết đến khi nào các fan mới có thể nói lời chúc mừng hạnh phúc với anh một lần nữa. Giữa dàn hoa hậu Á hậu rực rỡ, Nhã Phương xuất hiện trai dáng Song Hye Kyo phiên bản Việt, ai cũng phải nhìn vì quá nổi. Lãnh sự danh dự Romani diện bộ váy xẻ ngực quyến rũ tự tin khoe dáng bên Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khi tới tham dự buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong vào hôm 16 tháng 6. Phong show diễn ra vào chiều 16 tháng 6 trên tầng 49 tòa nhà Bitexco đã thu hút hàng loạt các ngôi sao diễn viên, fashionista, người mẫu Hoa hậu nổi tiếng của Việt Nam đến tham dự. Trong đó, Lý Nhã Kỳ xuất hiện vô cùng nổi bật với bộ váy tông nude, xốp ly tinh tế được lựa chọn cẩn thận bởi nhà thiết kế gốc Đà Nẵng. Đây cũng là sự kiện đầu tiên Lý Nhã Kỳ tham dự trên cương vị lãnh sự danh dự Romani. Khi được hỏi về mối quan hệ với nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Lý Nhã Kỳ cho biết, dù chỉ mới biết nhau gần đây nhưng cô ngưỡng mộ tài năng và niềm đam mê thời trang, sự sáng tạo không giới hạn của nhà thiết kế trẻ gốc Đà Nẵng. Chung Thanh Phong vỡ òa với sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ trong show cá nhân. Hoa hậu Hương Giang ngày càng thể hiện được sự thanh tú khi khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh khôi. Xuất hiện trong show thời trang của Chung Thanh Phong có sự góp mặt của các ngôi sao như Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Hương Tràm, Ái Phương, Giu Lê, Hoàng Yến Chi Bi, Xuân Vũ, Emily, Nhã Phương, Diễm My Chinix, Quỳnh Anh Xin, Mi Du, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Tú Anh, MC Phan Anh, Đào Bá Lộc, cùng nhiều người đẹp fashionista nổi tiếng trong làng thời trang và giải trí. Trang phục dạ hội khoe vòng một táo bạo là lựa chọn của người đẹp Phương Mai. Phạm Quỳnh Anh và Giu Lê. Nhã Phương, Diễm My, Hương Tràm xinh đẹp trong phong show. Á hậu Tú Anh vào thành phố Hồ Chí Minh đi sự kiện giữ tin đồn sắp cưới. Tường Linh diện đầm ren thanh khiết.